Thời tiết cả nước trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày dịp Quốc khánh 31 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, miền Bắc nắng ráo và oi nóng, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ có thể mưa rào kèm dông xuyên suốt kỳ nghỉ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc duy trì trạng thái nắng nóng trong 2 ngày tới. Ngày 29 tháng 8, Hà Nội và các tỉnh thành phố đồng bằng Bắc Bộ có thể hứng chịu mức nhiệt cao nhất lên tới từ 35 đến 37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ngày 31 tháng 8, miền Bắc ghi nhận mức giảm nhiệt nhẹ xuống dưới ngưỡng cao nhất 31 đến 34 độ C, duy trì oi bức về trưa và chiều. Mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối nhưng không kéo dài. Trong các ngày từ 1 đến 3 tháng 9, khu vực tiếp diễn trạng thái oi bức, nắng ráo cả ngày, với nền nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Thời tiết miền Bắc dịp nghỉ lễ thuận lợi cho người dân tham quan và tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Trong khi đó, Trung Bộ nắng nóng trong hai ngày 31 và ngày 1 tháng 9, sau đó chuyển mưa rào kèm theo dông, tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày 2 đến 3 tháng 9. Mưa giúp cho nền nhiệt giảm xuống dưới mức 35 độ C, nhưng đi kèm nguy cơ lông dốc, sét và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết suốt kỳ nghỉ lễ diễn biến xấu khi mưa rào và dông kéo dài. Hai khu vực vẫn có những khoảng hứng nắng gián đoạn trong ngày, nhưng những cơn mưa bất chợt có thể ảnh hưởng đến việc tham gia các hoạt động ngoài trời của người dân trong kỳ nghỉ lễ.